Bước nhảy Snipes sẽ là đêm diễn đặc biệt có sự góp mặt đầy đủ của 35 thành viên. Bước nhảy hứa hẹn đây sẽ là đêm diễn được đầu tư công phu và quy mô từ âm thanh ánh sáng cho đến thiết kế và dàn dựng sân khấu. Ngoài ra, phần trang phục cũng đặc biệt được chú trọng, với 16 thiết kế mới và hơn 500 bộ trang phục phục vụ cho đêm diễn kỷ niệm chặng đường 15 năm xây dựng tên tuổi của bước nhảy trong lòng khán giả. Chương trình lần này còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ đình đám như Nu Phước Thịnh, Đồng Nhi, Bảo Anh, Yến Trang, Quang Đăng, Huỳnh Mến tham gia biểu diễn. Bộ đoàn bước nhảy đã đồng hành cùng với Nu đã tạo rất là nhiều dấu ấn với tất cả quý vị khán giả. Và để ngày hôm nay có được những bước nhảy thật đẹp, để có những động tác vũ đạo thật điêu luyện trên sân khấu, đó là cả một quá trình mà Nu và bộ đoàn bước nhảy đã phải cùng vượt qua những thử thách đó. Và Nu thật sự ngày hôm nay rất là bồi hồi và rất là hạnh phúc khi là một trong những người nghệ sĩ đã đồng hành rất lâu cùng với bộ đoàn bước nhảy. Ngày hôm nay làm live show này, chúng tôi muốn gửi tới một thông điệp, đó là dù bất cứ nghề nào cũng sẽ có một vị trí quan trọng trong xã hội, và huống chi bước nhảy trong showbiz này thì nghề nhảy nó vẫn là một nghề không thể thiếu, dù không nổi tiếng nhưng sẽ không thể thiếu. Kỷ niệm 15 năm vào ngày 7 tháng 4 sắp tới đây sẽ hiểu được những gì mà chúng tôi muốn truyền tải và gửi đến các bạn về nghề dancer là như thế nào. Bước nhảy Snatch sẽ chính thức được diễn ra tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 7 tháng 4 tới.